Xin chào các em, mặt trăng và mặt trời đang chào chúng ta kìa. Xin chào Rapunzel mặt trời. Hello. Rapunzel thật là xinh. Em bé khỏe mạnh trong bụng mẹ. Bên này là mặt trăng lấp lánh. Ra quen Hello. Mặt trăng. Mẹ ra queo xinh lung linh. Hôm nay vui ghê. Mặt trăng và mặt trời nhập vào nhau tạo thành nhật thực. Có chuyện gì vậy? Oh my god. Các em bé đang chơi vui vẻ trong bụng mẹ. Em bé mặt trời nhảy sang bụng mẹ mặt trăng rồi. Con của tôi đâu rồi? Phải làm sao đây? Oh no. Help me. Bác sĩ giúp chúng tôi với. Đó là lỗi của bạn. Của bạn đó. Bình tĩnh nào các bạn. Siêu âm trước xem sao. Ôi không, con tôi đâu rồi? Hai đứa trẻ ở đây. Lấy dây kéo mặt trăng xuống này. Chơi vui quá. Làm cách nào đây nhỉ? Cho hai em bé hai chiếc kẹo đáng yêu. Trông ngon quá. Hai em bé đã ra đời rồi. Bạn bế con nhé. Ok. Vui quá. Em bé của bạn đây. Ok. Thank you. You must be so bạn chắc hẳn rất mệt. Okay. Tôi không sao. Một thời gian sau, tại vương quốc mặt trăng. Oh. Mẹ con Rapunzel đến thăm mẹ con Raquel. Lâu lắm không gặp nha. Tôi có món quà cho bạn. Cùng làm váy mặt trăng và mặt trời nha các em. Chọn các màu để tô này. Tô màu váy mặt trời nha. Đến tô màu váy mặt trăng. Sau đó đính nhũ lấp lánh cho váy nè. Nhũ vàng cho váy mặt trời. Tiếp đến là nhũ bạc cho váy mặt trăng. Đính các hạt trang trí cho đẹp nữa. Nhiều hoa xinh quá nè. Đính các bông hoa vào chân váy. Hai chiếc váy đã hoàn thành xong.
Okay. Đủ váy cho hai cặp mẹ con nha. Mặc váy xinh vào thôi. Yes. Oh yes. Thích thích. Hai cặp mẹ con mặt trăng và mặt trời thật xinh phải không các em? Rất là vui nha, cảm ơn cậu. Thank you. Thanks. Cảm ơn các em nha, hẹn gặp lại ở tập sau. Xin chào các em. Hello. Ôi, hai cô tiên xinh đẹp. Yes. Phơi chân ra nắng cho thơm nha. Có tiếng kêu cứu kìa. Hai cô tiên bị mắc kẹt ở mạng nhện. Có chuyện gì thế? Gỡ ra được rồi. Váy bị hỏng hết rồi. Don't cry. Don't cry. Yes. Hãy làm váy tặng các cô tiên nhé. Wow. Chiếc váy làm từ các bông hoa xinh quá. Oh, yes. Tặng các bạn nha. Yes. Yes. Thank you. Cảm ơn các cậu. Làm váy khéo tay quá, trên bữa cửa hàng váy luôn nha. Okay. Cùng trang trí cho cửa hàng nha các em. Wow. Hoa đẹp quá. Cửa hàng xinh chưa nào? Đố các em đây là phòng gì nhỉ? Wow. Quầy thu ngân đón khách nè. Okay. Get ready, let's go. Phòng để các mẫu thiết kế phải không nhỉ? Nice. Treo các mẫu váy ở đây nha. Chúng ta sẽ làm thêm váy nha. Tô các màu đậm nhạt khác nhau nè. Thêm các chất liệu khác đính lên váy nữa. Ok. Wow. Xinh ghê. Tô hoa hồng màu đỏ nè. Váy thật tuyệt. Oh yes. Chúng ta đến với phòng tiếp theo nha. Yes. Tủ đồ để các phụ kiện đi với váy. Okay.
phải có phòng thay đồ nữa nhé. Hi hi. Yes. Đã hoàn thành xong cửa hàng vế đẹp rồi. Yes. 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 Bán hàng thôi. Come in. Okay. Get ready, let's go. Nhiều váy xinh quá. Oh, yes. Mình thích váy này. Okay. Thích thích. Wow. Mời các bạn chọn phụ kiện nữa nha. Thử đồ thôi. Wow. Các cô tiên xinh quá. Okay. Chụp ảnh đăng lên mạng để được giảm giá 30% nha. Wow. Yes. Đứng tạo dáng các kiểu nào. Tôi thanh toán nè. Thank you very much. Let's go. Bye bye. Cảm ơn các bạn nha. Khách hàng vào nườm nượp nha. Oh yes. Thích quá. Cool. Thật hey. Tuyệt. Hai cô tiên thật xinh, cảm ơn các em. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Phù thủy ra queo đang bay trên trời thì đâm phải một con chim. Ôi, rơi mất lọ thuốc rồi. Oh my god. Sorry. Màu hồng đã chuyển sang màu đen. Rapunzel đập lợn đất để lấy tiền tiết kiệm. Hey, hey. Hello. Let's rebuild my house. Today is my daughter's birthday. Okay. Cùng trang trí ngôi nhà mới nhân ngày sinh nhật của baby Rapunzel nào. Đầu tiên sẽ gỡ bỏ những phần cũ kỹ của ngôi nhà. Easy. Viền lại sao cho thật sắc nét nào. Okay. Cả ngôi nhà đã có màu xanh đen. Nice. Thêm đuôi băng và bóng bay vào nào. Phong cách đen trần rất huyền bí. Tiếp đến là phòng khách. Thêm những đồ nội thất vào. Rồi trang trí trên tường và cửa sổ. Oh yeah. So beautiful. Tiếp đến là phòng tắm với đầy đủ đồ dùng. Wow. Aha. Yahoo. Aha. Okay. Sau đó sẽ đến phòng ngủ. Phòng ngủ cũng có màu đen huyền ảo. Wow.
Come in. Mở mắt ra nào. Huh? Oh no! No, no, no. Ôi, mẹ con Dumbledore có vẻ không vui vì điều này. This is not what I want. I don't know. Yeah! Woohoo! Raquel đã giúp sửa lại ngôi nhà này thành màu hồng yêu thích của hai mẹ con Dumbledore. Wow! Ooh, yeah! Ngôi nhà đã có màu hồng rồi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Cùng mẹ con Dumbledore trải nghiệm căn nhà này nhé. Cùng tắm rửa thật sạch sẽ nào. Ok. Cùng mặc váy đẹp và thưởng thức tiệc sinh nhật thôi. You look so beautiful. Thank you very much. Chúc mừng sinh nhật Baby Dumbledore. Congratulations. Yeah. Mẹ bầu của Squiddle vui vẻ ra khỏi cửa hàng bán đồ em bé. Ôi không, bầu Squiddle bị ngã mất rồi. Elsa cùng thú cưng đến cửa hàng. Thú cưng liền tha túi của Squid dậy ngay đi. Nó chạy đến một công viên cũ kỹ bẩn thỉu. Lúc này Elsa cũng chạy đến. Hai người nhận ra nhau. Oh, my bestie. Họ cùng nhau xây dựng lại công viên cũ. Elsa dọn cỏ. Còn Squiddle dọn rác. Oh yes. Oh yeah. Cùng vệ sinh chiếc bể bơi này nào. Vẫn chưa ổn, phải trang trí lại thôi. Nice. Dùng màu xanh và màu vàng để làm màu nền cho bể bơi. Gắn thêm phụ kiện để chiếc bể bơi thêm lộng lẫy. Useful. Xả đầy nước vào thôi. Thêm một chiếc cầu trượt lửa băng nữa là tuyệt vời. Thêm ghế tắm biển phong cách lửa băng ở hai bên. Wow.
chiếu phòng thay đồ lửa băng trông thật lạ mắt. Good job. Nhưng có vẻ hơi đơn giản, làm những chiếc phao mới vậy. Let's go. Và vịt vàng trông thật đáng yêu. Oh yeah. Hey. Huh? Nice. Huh? Ôi không, Elsa và Rapunzel đều đang chuyển dạ. Hours later. May quá, họ đã sinh em bé thành công. Let's go. Cùng thay đồ để chơi công viên nào. Bé chơi rất vui. Yes. Hai bà mẹ thì tắm nắng rất thoải mái. Hey. Okay. Hey. Cùng dành những giây phút vui vẻ bên nhau. Đến đây nào. Oh no. Phải lấy bằng được chiếc vương miện vàng quý giá kia. Oh no. Có một ngôi nhà ốc nè. Come here. Bẩn quá, nhưng vẫn phải vào trốn thôi. May quá, bộ bạch tuộc đã không phát hiện ra. Ôi trời ơi, người đâu ngã rơi vào mặt người khác thế này. Oh my god. Người lạ mặt dám đột nhập nhà ta hả? Stop. Công chúa Elsa bắt đầu kể lại cảnh mình bị truy đuổi. Chúng ta hãy hóa trang Elsa để không bị phát hiện nữa nhé. Xịt mực vào đen ngòm người luôn. Đen thui như vừa dưới bếp lên nè. No, no, no. Chú cá nóc hòm cất hộ chiếc vương miện nha. Trông khác hẳn rồi đó. Nice. Yeah. Cảm ơn nhé, tôi có chút quà tặng các bạn. Goodbye. Giờ thì an toàn trở về rồi.
dùng tiền này để xây nhà mới nè. Wow. Bắt đầu đính những sợi vàng bạc nha. Chiếc đuôi cá mềm mại quá đi. Đính cả dây bạc cho đuôi cá nữa. Thêm dây ở giữa cho bớt đơn điệu nè. Hai ngôi sao giữa lấp lánh sẽ đặt ở đây nhé. Tiếp đó là đính những hạt ngọc trai trắng tinh lên. Cốc, 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 vào nhà thôi. Hai chiếc ghế sofa vỏ sò dễ thương ghê. Thêm gì ở đây nữa nhỉ? No, no. Chúng ta dán viền nhũ vàng nhé. Dùng dây ngọc trai để dán viền bên trong. Đặt trên tường làm cửa sổ nè. Phòng tắm đứng chia đôi vàng bạc nha. Thêm gối cho phòng ngủ nhé. Từ đây không phải sống trong nhà nát nữa rồi. Bốn bộ đồ này xấu quá. Uống dây thép để trang trí đuôi cá nha. Cắt phần thừa đi nè. Hay quá, chiếc đuôi cá có vây rồi. Đính thêm ngọc trai bên trong nữa. Trên thân đuôi cũng có ngọc trai cho đồng bộ nha. Trang trí chiếc đuôi cho em bé nào. Ta-da, xong rồi nè. Nice. Cả bốn mẹ con trông vui chưa kìa. Công chúa Elsa vẫn đang trên đường bỏ trốn. Phù thủy Bạch Tuộc vẫn chưa tìm ra Elsa, ngốc nghếch quá đi. Chào các bạn. Ồ, Squid Game đang chơi điện tử kìa. Cho tới chơi một chút nhé. Ồ, được chứ. Thank you. Cảm ơn cậu. Yes, yes. Yeah, thắng rồi. Ôi, có sự hiểu lầm. Hey. Elsa chỉ mượn đồ chơi của Squid Game thôi mà. Ôi không, đây là đâu? Chào mừng đến với cuộc thi gia đình. Đây là thế giới trò chơi. Vòng 1, xếp logo. Đếm ngược nào, bắt đầu. Ha!
Elsa xếp giỏi quá các bạn ơi. Liệu Squid Game có thắng được trò chơi này không nhỉ? Làm tốt lắm cô bé. Ôi, miếng logo của Elsa bị tan chảy mất rồi. Một không cho Squid Game. Vòng 2, cứu hoàng tử. Các mẹ cố lên ạ. Ôi, rắn, rắn. Nguy hiểm quá. Xin lỗi, ta đâu có sợ rắn. Lạy Chúa, hãy đi đi. Mẹ Elsa ơi, rắn không sợ giáo. Nhưng rắn sợ thiên nhé. Ôi, nó tái sinh thành những hai con rồng nữa. Ghê quá. Rồng nữa, ta chiến đấu với ngươi. Yeah, thắng rồi. Mẹ Elsa sẽ vào trong lâu đài và giải cứu hoàng tử. Mở cổng thành nào. Thanks. Cảm ơn. Yeah, 1-1. Vòng 3, thiết kế váy. Mẹ Elsa đang gấp rút hoàn thành 3 chiếc váy tuyệt đẹp. Nó có một chút xanh ngọc. Một chút xanh dương. Và điểm chút hạt lấp lánh cùng lông vũ nhé. Mẹ Squid Game cũng đang thiết kế váy bông này. Điểm sắc vàng nào. Điểm thêm chút sắc cam nữa nhé. Cuối cùng sẽ là hạt lấp lánh và lông vũ. Hãy tiếp tục với hai chiếc váy đẹp tuyệt còn lại nào mẹ ơi. Wow, đẹp quá. Vòng thi này sẽ gay cấn lắm cho mà xem. Ôi, ta không thể để cho mẹ Elsa thắng được. Xin lỗi nhé. Ôi, đó là một hành động không đẹp. Lạy Chúa, chiếc váy đang cháy. Chúng ta phải làm sao hả mẹ? Ồ, đừng lo, đây sẽ là phần thưởng của ba mẹ con. Congratulations. Come in. Xin mời trở về nhà. Mở quà nào. À, mẹ ơi, máy điện tử. Xin chào các em. Mẹ con Rapunzel và Elsa đi cắm trại vui quá. Bé Elsa muốn gấu bông của Romy.
đồng ý đâu. Ôi, bị cướp mất gấu bông rồi. Trả lại tới đây. Ôi, đau quá. Oh my god. Có chuyện gì vậy? Chú gấu trông to quá. Sợ quá chạy thôi. Ôi không, ngã mất rồi. Cứu chúng con với. Cho các bạn nhỏ kẹo này. Cô tiên xinh đẹp bỗng hiện ra. Đừng lo lắng nhé. Don't be scared. He's my friend. Chú gấu là bạn của cô tiên. Hóa ra là vậy. Mình không sợ nữa. Ăn kẹo đi các bé. Thank you. Cảm ơn nhé. Vui quá. Tạm biệt nhé. Bye bye. Rapunzel, bọn trẻ đâu mất rồi? Ôi trời ơi, mình không nhìn thấy. Có tiếng kêu cứu quanh đây. Phải đi tìm chúng thôi. Cả hai mẹ đều không thấy con đâu. Cô tiên xinh đẹp lại hiện ra lần nữa. Chơi thắng một cuộc thi này, cô tiên sẽ giúp tìm con. Okay. Chúng tôi đồng ý. Wow. Chiếc ô tô hồng này là của Rapunzel. Elsa thì là ô tô màu xanh nhé. Cùng trang trí hai chiếc ô tô xanh hồng thôi nào. Thêm đá kim cương cho đẹp. Wow. Gắn thêm những bông hoa xinh nhé. No. Okay. Xong bên ngoài ô tô rồi, đẹp quá. Trang trí tiếp bên trong nhé. Có đầy đủ bàn ghế màu hồng. Thêm tủ lạnh đựng thật nhiều đồ ăn nhé. Quần áo cho thật nhiều quần áo đẹp. Có cả giường tủ đẹp. Wow, chiếc xe của Rapunzel chứa cả thế giới bên trong. Elsa sẽ làm gì với chiếc xe của mình nhỉ? Xếp đồ lần lượt vào nhé. Wow, chiếc xe nhà xanh di động của Elsa đã hoàn thành. Các bạn thấy xe của ai đẹp hơn? My car looks better. Cô tiên khó chấm điểm vì xe nào cũng đẹp. Rapunzel được điểm A cộng. Elsa cũng A cộng bằng điểm Rapunzel. Cô tiên làm phép biến ra hai bạn nhỏ. Ôi mừng quá, được về với mẹ rồi. Từ giờ về sau hãy cẩn thận hơn nhé. Yes, yes. Cả nhà mình cùng lên xe ô tô chơi thôi nào. Come in. Wow.
tiện nghi như một ngôi nhà. Cảm ơn cô tiên nhé. No. Wow, váy đẹp quá.